Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Dũng Nguyễn Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề mới, đó là cái chủ đề khuya nay ăn gì. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món là thịt luộc mắm chua nha mọi người. Mọi người thấy cái phần thịt luộc mắm chua của mình có hấp dẫn không? Đây, để cho mình còn cho mình để mình cho mọi người xem nha. Này, đây là mắm chua nha mọi người. Còn đây là rau sống. Đây là dưa leo, đậu rồng, thịt và bánh tráng. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cho mọi người. Mình sẽ uống cái nước Sprite này để giải khát nha. Đây, của con. Ở đây cháu luôn nha mọi người. Hello. Nó tên Lan. Bữa nay nó chưa ngủ nữa nên quay phim chúng tôi. Đây. Đây là nước Sprite mọi người, uống rất là ngon luôn. Mình thì mình thích uống cái nước này hơn mấy cái nước khác. Nước này uống nó dễ uống rồi. Đây, làm miếng cho nó mát mẻ cái ăn em ơi. Đây là nước nè. Để mình ăn hết được không? Được. Này cái chén con đi, cầm đi. Này. Biết này không? Ừ. Từ nào giờ có ăn chưa? Ăn ít hàng lắm. Cài thấy bà luôn. Này. Lấy cái bánh tráng nhúng vô nước cuốn rồi luôn rồi không? Đây mắm chua này là đặc sản Tây Ninh nha mọi người. Ở quê mình á thì cái hầu như là cái quán nào nó cũng bán mắm chua thịt luộc không mọi người. Đây mình ăn cái bánh tráng mà mỏng mỏng vậy mọi người. Mình cuốn nó rất là ngon. Mình cuốn nó mới ngon nha. Người chấm vô miếng nước. Bỏ vô miếng dưa leo. Miếng đậu rồng. Đây là mời. Mắm chua là phải có đậu rồng nha mọi người, giống như là đậu rồng phải có vịt lộn vậy đó. Không mắm chua mà không có đậu rồng là ăn nó thiếu mọi người, dở lắm. Bữa nay mình có mua rau sống, có lá rau nhái với lá cóc nữa. Cho miếng thịt luộc nha mọi người. Đây thêm miếng nữa. Đây mình mua hai loại thịt. Một loại là thịt nạc dăm và một loại là ba rọi. Ba chỉ mọi người. Bánh tráng này hơi mỏng, nhúng nước cái nó mềm hết rồi. Để cuốn thêm cái bánh tráng lót ngoài nữa. Cái mắm chua này thơm lắm mọi người. Đây, cuốn xong rồi. Mình mắm chua này mình bỏ thêm một cái miếng tắc á, vô ăn nó mới ngon nha. Đây, mời tất cả mọi người nha. Này, chấm thử coi. Ngon. Ngon. Đã rồi. Mắm chua mấy nhiều loại. Mắm chua này là toàn cá mà. Còn có loại mắm chua mà có tép nữa. Bữa nay mình mua mắm chua này, cá nè, ngon quá. Mắm chua mọi người. Ở người ta làm á, có chỗ quá. Người ta bỏ thính vô. Ăn rất ngon rồi. Nó thơm. Mắm chua vừa tới à, ngon. Gắp miếng nè. Mắm chua bỏ vô ăn. Ngon rồi. Đây, mình bỏ vô đây nè. Ăn kèm. Cực kỳ ngon luôn. Đỏ quá. Miếng cay không? Này là cháo luôn nha mọi người, nó kêu tôi bằng cậu ba. Mọi người thấy nó dễ thương không? Nó cũng bắt chước tôi nữa. Nó cũng làm vlog luôn mọi người. Mà kênh nó không ai coi nè. Tại nó còn nhỏ, nó bị khóa bình luận mọi người. Mọi người rảnh thì vô ủng hộ nó nha. Nó kênh nó là cái gì, kênh gì con? Vô tầm vlog. Vô tầm vlog mà mọi người kiếm không có ra đâu mọi người. Để bữa nào kêu nó làm lại từ đầu thôi, cho nó đổi tên nặng mọi người kiếm cho dễ nha. Đây mọi người, cuốn thứ hai nè mọi người. Cực kỳ ngon luôn. Đậu rồng nãy mình rửa kỹ quá. Bị ố á. Muối á. Rửa kỹ nó hơi bị dập. Không sao, ăn bình thường. Ngon mọi người. Cho vô miếng mắm này. Cực kỳ luôn á. Đây. Úi phục mắm bự vậy đi, ăn nó đã. Mắm chua á, mọi người làm á
sắc tỏi nè, tỏi mùi, tỏi, rồi ớt, ớt mùi. Mình ăn ớt không được nên thôi không ăn. Rồi tắt không rồi, tắt 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 sống của mình á, người sắc mỏng mỏng nè, bỏ vô ăn, kẹp vô ăn rất ngon không. Rồi gừng nữa, gừng vô cho ấm bụng rồi. Ai mà ở Tây Ninh mà không biết ăn cái món này là người không phải người Tây Ninh rồi. Mình nói vậy thôi nhưng mà chỗ nào cũng có cái món này không rồi. Nhưng mà mình thấy đa chỗ, đa phần là cái chỗ mình cái món này là nổi tiếng nhất người. Đây là con cộng rau nhái nè người, rau nhái nha. Còn cái này là lá kêu bằng lá coca á, cái mùi nó ăn y chang mình uống coca cola không rồi. Đây còn đây là lá cóc, cóc ăn vô chua chua đã lắm. Đây nè, đây là lá, lá gì ta, lá này lá gì lạc, như là cái lá gì ta, cái cây này là cái gì, cái sạp đúng rồi, lá sạp phải không? Ăn chát chát đã lắm. Cái lá sạp này chát quá, cái chát chát mãi hậu thôi, chua chua xíu. Ngày nào khuya nào cũng ăn gì riết à, lên ký chịu nổi luôn, tính mặt mặt chút cho đẹp mà mặt mắt cũng sốc luôn. Ngon lên ký luôn rồi, khoảng có 6-3 ký hôm nay lên 2 ký rồi mà cũng không sao, nên đi đó không thấm gì. Hồi xưa mình 70 ký luôn, nay tù à. Cái lá chát rồi ăn rồi cảm nhận được nó luôn, cảm nhận rõ ràng làm thấm rồi, ăn này là ngon nhất rồi. Giống như trời sinh nè, sinh cho lưng cỏ thì trời sinh mắm chua, sinh đậu rầm vậy á, không có thể ăn hạt bằng gì luôn, chỉ có đậu rầm ăn với mắm chua là hạt chứ nè, quết vậy nè mọi người. Đã rồi, muốn ngon thêm á, để mình chỉ cho mọi người nha, quết miếng mắm chua vô, rồi mọi người miếng cho miếng thịt ba đội vô, đây, mắm chua, thịt ba chỉ để lên. Rồi, người ăn như nè. Cái kinh luôn. Đã, lâu quá không ăn nữa rồi. Không lâu ăn lại ngon. Ngon không? Ngon quá. Hả? Ngon cực kỳ luôn. Ngon, thấy không? Nó mềm cái này nè. Uống miếng nước mời. Nước surprise nè, uống giống như là uống Sensacol đúng rồi, nó thơm và ngọt ngọt, rau hao hao giống đá chanh nữa. Mình thích uống này hơn uống bếp, bếp mình cũng thích nhưng mà từ hồi mình biết cái chai nè nên mình uống luôn. Mình đây không phải quảng cáo mọi người, chỉ chia sẻ cho mọi người biết thôi, nó không có gà kìa. Thì hai cậu cháu mình sẽ tiếp tục ăn hết cái phần mắm chua hồi lộn này mọi người. Nếu mọi người yêu thích video thì hãy tương tác với mình bằng cách like và comment nha. Video của mình thì mình sẽ tạm ngừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở một video khác gần nhất. Chúc mọi người ngon. Tạm biệt mọi người.